Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân, xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng an ninh quý 1 năm 2024. Năm nay, quận Bình Thủy được giao tuyển chọn và gọi 228 công dân nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công khai khách quan đúng luật. Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu, 100% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đúng theo quy định của luật lực lượng dự bị động viên. Đến nay đã sắp xếp biên chế cho các đơn vị đạt 99,92%. Toàn quận xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt theo chỉ tiêu nghị quyết, bảo đảm về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Trong quý 2, Ban Chỉ huy quân sự quận thường xuyên nắm tình hình quân nhân mới nhập ngũ năm 2024, phối hợp với đơn vị nhận quân, đảm bảo đầy đủ kịp thời chế độ bảo hiểm y tế, quan tâm chăm lo công tác chính sách đối với gia đình quân nhân nhập ngũ, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sâu rộng bằng nhiều hình thức trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.